Xin chào các bác, và ngày hôm nay em Viên giới thiệu với các bác một trong những cái đường nét đẳng cấp nhất của bộ ghế bảo đỉnh cơ sở nhà em đang triển khai làm đây. Từ trước đến nay nói thật với các bác là chưa bao giờ em thấy một bộ ghế bảo đỉnh gỗ hương đá mà ai có thể làm được lên cái độ cong, độ dẻo của phần tầng dưới, cổ chỉ, khuôn tranh nó dẻo đẹp như thế nào. Thì đây em mời các bác xem video ngày hôm nay để các bác biết được. Đây, đầu tiên là các bác xem cái khuôn tranh đôn thôi các bạn. Đây chỉ là cái phần chỉ. Đây các bác có thể nhìn đây các cái phần chỉ đôn này. Cơ sở nhà em đều làm vén cong tận là 6 phân. Đấy các bác nhìn này. Gỗ làm rất là tốn đấy các bác nhá. Bình thường thì người ta chỉ phải pha cái cổ chỉ này mất độ 2 phân đến 3 phân gỗ chiều rộng rồi. Đây nhà em pha mất tầm độ 8 đến 10 phân mới có thể làm được một cái phần chỉ như này các bác nhá. Và làm xỉ đét luôn chọn gỗ. Các bác nhìn cái đôn này, khi làm lên cong nó sẽ như này. Đây là gỗ, đây là chỉ là phần gỗ thôi nhưng các bác sau mình còn phải đục cái chỉ này. Đấy, soi bo và đục cái chỉ này nhá các bác nhá. Tiếp theo thì mời các bác xem đây. Cho các bác xem cái cổ. Đây mọi người xem cái cổ này. Đây là cái cổ của cái đoạn này, cổ tiền của cái đoạn này các bác nhìn này. Dáng nó cong vắt luôn, em đặt như này để các bác xem này. Đấy, các bác xem từ dưới đất này lên các bác biết này. Làm rất là cong, đây các bác nhìn này. Em để như này các bác xem đây, các bác nhìn rộng ra như này coi nhìn cái độ cong của nó. Rất là cong, rất là dẻo đây. Kể cả đây phần cái cần chỉ như này nữa đấy. Đấy các bác xem này, cổ cái đoạn này. Rất là cong luôn. Đấy mọi người nhìn này. Ví dụ như một cái cổ này bình thường ấy thì làm không làm cong dẻo đẹp như này các bác nhá, thì nó chỉ mất tầm khoảng độ 7 phân gỗ thôi. Nhưng mà đây cơ sở nhà em làm như này rơi vào mất 12 phân gỗ các bạn. 12 phân gỗ thì có thể làm được một cái phần chỉ. Đây là cái phần chỉ sau này mình sẽ đục sen dẻo các bạn nhá. Đấy, sau mình sẽ đục sen dẻo cái phần chỉ như này. Các bác có thể xem đây, cho các bác xem đây là cái cổ này. Đây là cái cổ hồi này. Đây là hồi ghế các bạn nhá. Đây cái hồi ghế này này. Đấy thì xong nó sẽ đi cùng với cả cái hồi đoạn như này. Đây các bác, cho các bác xem sau cái ghế nó dáng lên nó sẽ như này. Sau cái dáng của ghế lên nó sẽ như này, đúng như này luôn các bác nhá. Đấy các bác nhìn này, dáng của ghế lên đúng như này luôn. Đấy đặt cho các bác xem. Sẽ lên đúng như này, đẹp như này luôn các bác nhá. Để các bác biết được là sau cái chuồng ghế, chuồng đoạn lên nó sẽ dẻo đẹp như này luôn. Đấy, các bác nhìn cái độ cong của cái cổ này. Sau độ cong của chỉ sen dẻo này. Và chỉ sen dẻo và chỉ trơn. Đấy, tất cả đều làm rất là cong dẻo đây. Đây theo cái yếm nha các bác nhá. Đấy, các bác nhìn đây là một dàn chỉ của yếm. Đấy, các bác nhìn đó, em để đây các bác xem này. Đây là cái độ cong của cái chỉ của yếm ghế. Đấy, các bác nhá, nhìn này cái yếm ghế này. Đấy, đây là cái chỉ trơn này. Rất là đẹp, dẻo cong này, đây là cái chỉ trơn của yếm ghế. Đây là cái chỉ sen dẻo này của ghế này các bác nhìn này. Đây là chỉ sen dẻo của ghế này các bác nhìn này. Đây là cong vắt luôn các bác nhìn này. Đấy. Riêng cái chỉ này nhà em pha đã mất tận 12 phần gỗ rồi. Thì lên nó đẹp như này. Nhưng mà ngoài ra nhá các bác nhá, thợ thuyền ấy, nếu mà thợ bình thường, thợ bình dân thì nó thật là bác dù làm 4 đời cũng không thể làm được những cái mẫu sản phẩm đẳng cấp như này. Tất cả những người mà thợ làm ngang hay là làm mộc hay đục cái bộ sản phẩm này các bác nhá, đều là phải là hệ nghệ nhân các bác nhá. Ít nhất kinh nghiệm tầm 7 đến 8 năm trở lên thì mới có thể là làm được cái mẫu này, mà phải là thợ khéo nhá các bác nhá. Để cho các bác xem cảm nhận nhá. Đây là cái độ cong của cái hồi này, các bác nhìn này. Các bác nhìn này, cái phần cổ chỉ này. Đấy, em để đây cho các bác xem này, cho các bác thưởng thức nghệ thuật luôn. Đây nó là nghệ thuật rồi các bạn đây. Nó đẹp như này cơ mà. Đây các bác xem này, đây. Các bác nhìn này, cái ghế nó sẽ cái ghế lên nó sẽ đúng như này luôn. Đây em đặt đây các bác xem cái ghế lên nó đúng như này luôn này các bạn nhé. Các bác xem cái ghế này. Đây các bác có thể thấy đây. Đây là phần cổ của ghế. Nó đúng như này luôn, em cho các bác xem đẳng cấp. Đẳng cấp luôn này các bác. Cho các bác xem biết thế nào là độ cong, độ dẻo đây. Đây là cái ghế đơn. Đấy các bác nhìn này. Cái ghế đơn của nhà em lên. Cái chuồng ghế đơn ở phía dưới nó cong dẻo đúng như hình luôn các bác nhìn này. Đây là cái phần cổ chỉ thì chặt sen dẻo nha các bác nhá. Sau em sẽ chặt sen dẻo chạy xong quanh đây. Đấy, sau đó đặt lên cái chân các bác nhá. Nó cực kỳ đẳng cấp luôn, bình thường thợ, bình thường nó thật với các bác. Ra được cái mẫu cong dẻo đẹp như này đã rất khó rồi. Bình thường ấy, người ta chỉ cong mặt tiền. Và mặt tiền người ta chỉ cong có độ 3 phân thôi. Đây nhà em cong tận 7 phân. Có những chỗ 7 phân. Và đặc biệt là cái hồi này. Cái hồi này cũng tận cong tận 3 phân thôi nhá. Cái hồi hai bên này cũng cong.
Và đặc biệt thì nhà em làm cong là từ phần cỏ này, khuôn tranh, sau đến cỏ, sau đến chỉ, sau đến chỉ trơn, đến chỉ sen dẹo, đến yếm, tất cả đều cong theo một mẫu, cong đều như bắt tranh luôn các bạn nhá. Đấy, các bác nào hãy theo dõi cơ sở nhà em lên cái bộ siêu phẩm này, cái quá trình làm nó đẹp như thế nào thì các bác hãy nhớ theo dõi kênh. Thì đây là một trong những video đầu tiên cơ sở nhà em chia sẻ về bộ nghe đẳng cấp hàng tiên phú nhà em, các bạn hãy xem nhé các bạn nhé.